Công ty cổ phần điện tử Đại Liên Thanh xin kính chào quý khách. Ở video trước, quý vị đã được gặp gỡ và làm quen với em Đoàn Đêm 12. Và trong video ngày hôm nay, tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị những thông tin chi tiết hơn về mẫu Đoàn Đêm 12 đang nhận được rất là nhiều sự quan tâm này quý vị nhé. Trước tiên thì thùng loa D12 sử dụng bộ ván ép 18mm cao cấp và được cắt tỉa rất gọn gàng, đường nét mượt mà với máy cắt CNC chuyên nghiệp. Dáng hình thùng loa thì tôi phải nói đây là dáng hình độc nhất, độc quyền và độc lạ. Bởi vì cho đến nay thì chưa có một thương hiệu âm thanh nào ở thị trường Việt Nam có thể chế tác thiết kế được một cái thùng loa trông bắt mắt đến như vậy. Và với cái lối thiết kế như này thì mẫu loa D12 có thể trụ rất là vững chắc, chịu được những cái sự va đập cũng như là chịu được những cái sóng âm mạnh mẽ khi mà củ loa bass hoạt động. Nếu D6 và D8 mang cho mình một chất âm trong trẻo, ngọt ngào với kích thước nhỏ, gọn, nhẹ thì mẫu loa D12 lại mang dáng vẻ uy lực, bề thế với công suất 610W nhưng chất âm cho ra vẫn rất là tinh tế, gọn gàng, sạch sẽ. Mẫu loa D12 có mức trở kháng tiêu chuẩn là 8V và đáp tần từ 50Hz đến 18kHz. Hai bên thùng loa có phần tay cầm phủ lớp sơn mạc mịn, quý vị sờ và không nhắm tay. Và với cái lối thiết kế cách điệu của phần tay cầm như thế này, quý vị vừa có thể dễ dàng vận chuyển, công đoạn xây dựng nên cái hệ thống âm thanh ánh sáng được nhanh gọn hơn mà chất lượng âm thanh vẫn không hề bị ảnh hưởng. Thưa quý vị, khi mà hỏi về vẻ đẹp của mẫu loa D12 nằm ở đâu thì công ty hầu hết đều nhận được trả lời là vẻ đẹp của D12 nằm ở dáng hình thùng loa và phần mặt lưới. Và quả nhiên là như vậy, phần mặt lưới công ty đã có được những cái thiết kế công phu cũng như là sử dụng những cái dây chuyền sản xuất hiện đại để phần mặt lưới có những cái đường nét uốn lượn rất hài hòa, mềm mại nhưng vẫn đủ sự vững chãi kiên cố để có thể bảo vệ được những linh kiện bên trong mẫu loa D12. Và đặc biệt hơn là cả phần mặt lưới cũng như là thùng loa đã được đo đạc tỉ mỉ, cẩn thận đến từng chi tiết một để có thể lắp hoàn toàn vừa khít với nhau. Vẻ ngoài của mặt lưới đã đạt đúng mục tiêu của công ty Đại Liên Thanh, đó là công ty không những chú trọng về chất lượng âm thanh mà còn rất là đầu tư về mặt hình ảnh và vừa có thể thỏa mãn được cho quý khách hàng cả thị giác lẫn thính giác. Ở mặt dưới của phần lưới loa D12, thương hiệu VSD hiện lên óng ánh, lấp lánh, làm bừng sáng nên vẻ đẹp huyền bí của mẫu loa D12. Logo VSD được làm bằng kim loại và khắc chế tinh xảo. Và nhờ có miếng logo này thì nó đã giúp cho D12 gây được những ấn tượng đẹp lần đầu tiên khi mà chúng ta nhìn vào, cũng như là làm bừng sáng lên không gian của sân khấu, sự kiện nơi mà em loa D12 này hiện diện. Cuối cùng là về lớp sơn cát. Lớp sơn cát của mẫu loa D12 là lớp sơn cát nghệ thuật vì nó không những là tạo điểm nhấn, điểm mới lạ cho mẫu loa D12 mà lớp sơn cát còn là yếu tố khiến cho D12 có thể chống chịu được một số thời tiết khắc nghiệt và đem lại những cái khoảng thời gian thưởng thức âm nhạc trọn vẹn hơn đối với người tiêu dùng. Vừa rồi là những lời giới thiệu chi tiết hơn về em loa D12. Quý vị có thể đón chờ những cái video tiếp theo để biết thêm là bên trong mẫu loa D12 có gì cũng như là D12 sử dụng những củ loa jack và bass gì quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.